Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống văn phòng cơ quan hành chính nhà nước các cấp 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2023. Tại buổi họp mặt, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, chúc mừng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, văn phòng nhân ngày truyền thống văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời lưu ý 104 cán bộ, công chức và người lao động hiện có tại văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, tăng cường phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, thống nhất với các cấp ủy, cơ quan của thành phố để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo thành phố, trúng, đúng, kịp thời, hiệu quả, những chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố.